Chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng do Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh chào anh Trần Nguyên Thắng. Thưa anh, trong những chương trình kỳ trước thì mình đã có dịp được đi Mỹ, rồi được đi qua châu Úc. Thì hôm nay mình nói về châu Âu được không anh? Đúng, chúng ta có thể nói về cái châu lục khác. Dạ, mà ở châu Âu thì có rất là nhiều nước. Thì hôm nay anh Thắng chọn nói về nước có nào? Có lẽ một trong những đất nước mà tôi nghĩ mình có thể nói chuyện được là Hungary, tức là Hung Gia Lợi đó. Dạ. Đây cũng là một trong những đất nước tương đối cho chúng ta nhiều cái thắng cảnh đẹp và đồng thời nó cho chúng ta một chút cái lịch sử cận đại. Có nghĩa là Hungary thì như Nhất Anh biết là đang từ một cái chế độ cộng sản chuyển sang một cái chế độ kinh tế thị trường. Thành ra nó cũng có nhiều cái điểm để chúng ta có thể nói chuyện được. Mà thành phố nào ở Hungary anh Thắng sẽ nói ngày hôm nay? Hungary thì chúng ta nói đến một cái thủ đô rất là nổi tiếng trên thế giới từ ngày xưa, đó là Budapest. Ở Budapest thì có rất là nhiều thứ để mà nói. Thì mà cái đặc trưng nhất của Budapest khi mà du khách có thể tới đó thì cái địa điểm đầu tiên người ta sẽ nghĩ tới là địa điểm nào anh? Con sông Danube. Đó là cái điểm mà chúng ta ngày xưa ai cũng nghe đến cái bản nhạc Dòng Sông Xanh. Thực ra thì cái bản nhạc nó do một cái nhạc sĩ nó sáng tác từ bên Vienna, tức là thủ đô của nước Áo. Thế tuy nhiên trong cái thời điểm mà ông ấy sáng tác đó, nước Áo và nước Hungary đó, nó là hai nước là một. Nó gọi là đế quốc Áo Hung. Thành sự cái đẹp của Blue Danube, tôi vẫn nghĩ nó nằm ở bên Budapest chứ nó lại không nằm ở bên Vienna. Nhưng mà cái đó thì nó nằm ngay trung tâm của thủ đô luôn hay sao? Con sông Blue Danube đó, con sông Danube đúng hơn. Nó là con sông đã chia hai cái thành phố Budapest. Budapest ngày xưa nó là tên của hai thành phố riêng biệt. Con sông nó chia làm hai, một bên là thành phố Buda và một bên thành phố Pest. Tuy nhiên về sau này vào cái thế kỷ thứ 19 đó, người ta đã làm một cái cầu để nối lại giữa hai thành phố. Cái cầu đó giờ đây đó nó trở thành là một cái biểu tượng cho đất nước Hungary nói chung và Budapest nói riêng. Cái cầu nó có tên là Chain Bridge và nó là cái cầu xây rất là đẹp và nó nối lại hai cái thành phố Buda và Pest, và từ đó người ta gọi chung đây là thành phố Budapest. Từ Buda rồi từ Pest nối lại thành Budapest. Thực ra nói một cái tóm tắt thì như vậy, nhưng thực sự nó nối liền được ba thành phố nữa. Buda và một thành phố khác là Obuda, nó cộng lại với nhau rồi nó nối qua con sông thì nó trở thành Budapest. Thì đó là một trong những cái thành phố mà nếu chúng ta là du khách đến nơi đó, chúng ta có thể lên một cái đỉnh đồi, nó lại là cái Gellert Hill. Từ đó, đứng trên một cái đỉnh đồi khá cao, chúng ta nhìn xuống chân của núi, chúng ta thấy cả một cái dòng sông, một dòng sông Danube, nó chảy dài và nó chia thành phố làm hai. Và chính giữa là cái cầu Chain Bridge, một cái thắng cảnh, một cái hình ảnh mà tôi cho là cái không gian rất là đẹp. Cho ban ngày cũng vậy, và ban đêm, đặc biệt là ban đêm, thành phố Budapest với cái cầu Chain Bridge với hai thành phố hai bên lên đèn, rất là đẹp. Rất là đẹp và hữu tình nữa. Nó vấn đề là nó có hữu tình đẹp không và không có cái thơ mộng, không có cái lãng mạn như nó, chắc là cũng không đến nỗi làm người khác say mê. Tại vì bên phía đồi Buda đó, chúng ta có thể nhìn thấy cả những cái hoàng cung đã được xây dựng từ những thế kỷ thứ 15, 16. Rồi những cái cổ thành hoặc là những cái con đường, những cái kiến trúc từ bên thành phố Buda ở trên đồi làm cho chúng ta thấy thành phố nổi bật lên rất là đẹp. Pest thì là một thành phố cũng cổ kính, tuy nhiên thì nó là một bên là đồng bằng và một bên là núi. Bên Pest là bình nguyên nhiều hơn. Thành thử người ta sống ở bên Pest, dân chúng thì sống bên Pest. Thế nhưng mà bên Buda đó, tại nó có cái đồi núi, thành ra bên đó là vua chúa ở. Thành ra cái cung điện được xây trên cái đồi ở bên Buda. Thành thử nó cũng phân biệt rất là rõ. Vua thì ở bên đồi cao và dân thì ở trên cái bình nguyên và chính giữa là con sông. Còn cái lịch sử mà hồi xưa của thành phố Budapest thì như thế nào hả anh? Budapest thì ngày xưa nếu chúng ta lật lại đi theo cái lịch sử của nó thì ngày xưa người Việt Nam mình hay biết nghe đến chữ Hung Nô đúng không? Thời nhà Hán ở bên Tàu đó, tức là có cái rợ gọi là rợ Hung Nô. Thực sự cái Hung Nô đó là một cái tiền thân của cái người Mông Cổ. Và người Hung Nô đã đặt chân đến cái Hungary rồi. Và những cái thế kỷ đầu thế kỷ thứ nhất đó, người ta đã Hung Nô đã đến đó. Nhưng mà mãi đến thế kỷ thứ 13, tức là chúng ta cứ nhớ qua cái lịch sử của Việt Nam mình là thế kỷ thứ 13 là quân Nguyên Mông Cổ cũng đã từng đánh Việt Nam đúng không? Đúng. Tiến đến miền Nam để đánh. Và người
Mông Cổ cũng đã đặt chân đến Budapest ngày xưa rồi. Đó là một cái lịch sử cũng rất là đặc biệt. Dạ. Rồi nếu như mà cho anh Thắng chọn giữa thành phố Buda với thành phố Pest thì anh Thắng sẽ chọn thành phố nào để đi? Mình không thể nói được là cái thành phố, mỗi cái thành phố đều có những cái hay. Dĩ nhiên bên Buda nó có nhiều cái di tích lịch sử của vua chúa, của những cái đền. Chẳng hạn như chúng ta ở bên Buda, chúng ta có thể đi thăm một cái vương cung thánh đường Matthias, tức là một cái vương cung thánh đường này lập ra bởi một ông vua. Và ông vua đã được tôn lên làm thánh và người ta đã xây dựng cái nhà thờ đó từ thế kỷ thứ 15. Ngoài ra thì phải nói thêm có những cái đồn lũy như cái Fisherman Basin. Thì cái đó là một cái đồn lũy người ta nói là của những người đánh cá, họ ngư phủ đó. Họ đã lập ra cái đồn lũy như vậy để mà chống chọi lại với người kẻ thù ngày xưa khi mà tiến công vào Buda. Tức là tiến công qua dòng sông Danube đó. Thì bây giờ đó trở thành được trùng tu lại, họ đã xây cất lại. Và cái đó là một thắng cảnh rất là đẹp ở bên phía Buda. Tại vì đứng ở trên cái thành lũy như vậy, chúng ta nhìn xuống dòng sông Danube phía trên và tất cả những cái bên kia của cái bờ sông Danube đó. Thì tôi vừa mới nói là bên này là Buda đúng không? Bên kia là Pest. Thì một cái cận đại nhất thì cái nghị viện của Hungary được nằm phía thành phố Pest. Thành ra nó rất là đẹp. Cái thành phố này chúng ta có thể nhìn qua một cái hình thức những đoạn video clip, chúng ta thấy cái đẹp của cái nghị viện Hungary và đồng thời chúng ta thấy được cái đẹp của thành phố Buda. Thì mời quý vị khán thính giả có thể xem một đoạn video clip của chúng tôi đã có dịp quay tại bên Budapest để em về. Du khách đứng trên đỉnh đồi Gavel Hill, du khách có thể nhìn được thành phố Budapest ở phía trên đồi. Phía bên này chúng ta nhìn đó là thành phố Pest đã có hơn 1.000 năm tuổi và đó là thành phố cổ nhất. Sau đó thì chúng ta nhìn bên này đó là thành phố Buda. Buda là một thành phố có khoảng 800 năm tuổi và nằm trên ngọn đồi và nằm trên những cái dãy đồi. Trong khi đó thì Pest là một thành phố được nằm trên cái đồng bằng và được ngăn chia bởi con sông Danube. Danube là cái sông đã phân chia Buda và Pest. Tuy nhiên vào năm 1873 thì hai thành phố Buda và Pest đã được nối hợp lại với thành phố Ô Buda ở phía trên, thì gọi chung là đây là thành phố Budapest vào năm 1873. Đó là cái lịch sử kết hợp giữa Buda và Pest. Thế tuy nhiên thì ngày nay chúng ta có thể đứng đây nhìn thành phố Buda và thành phố Buda trên đồi. Ngày xưa và trong các thời điểm của châu thì thành phố Venice là thành phố có tiếng, đã được mệnh danh là thành phố trên mặt nước. Và nói đến thành phố trên mặt đồi thì Buda là thành phố trên mặt đồi của thủ châu, và đó là một trong những di tích lịch sử và cũng như là một cái thắng cảnh ngày nay chúng ta có thể đến Budapest để có thể nhìn lại cái cảnh đó. Và đây là một cái hình ảnh rất đẹp mà chúng ta có thể ngắm thành phố Budapest trên mặt đồi. Rồi, ngoài những cái mà địa điểm anh Thắng vừa mới nói xong á, thì ở Budapest còn cái địa điểm nào nữa không anh Thắng? Cũng còn chứ, Budapest là thành phố mà tôi cho là rất là lãng mạn và thơ mộng. Thì dĩ nhiên ngoài những cái đó thì Budapest tôi được biết nó còn có thêm là những cái ngọn suối nước nóng đó, chảy ngầm, được người ta dẫn đến là làm những cái nơi để cho du khách hoặc là những người giàu có hoặc là những người công chức, những viên cấp, viên chức nhà nước, họ có thể đến đó để nghỉ ngơi, đến tắm suối nước nóng và nghỉ ngơi ở đó. Thì đó cũng là một cái điểm đặc biệt của cái thành phố Budapest. Và đặc biệt nữa là bên thành phố Pest, nếu mà những người nào mà chú ý đến âm nhạc ngày xưa đó thì ai cũng biết đến một bài rất là nổi tiếng trong cái lịch sử nhạc của Việt Nam của chúng ta, đó là bài Chủ nhật buồn. Chủ nhật buồn là một bài nhạc rất là buồn, phải công nhận nó rất là buồn. Và nó mang tiếng rất là nhiều, tại vì cái bài nhạc đó hát lên thì đã có một số người nghe nói là vì cái tự tử với cái bài nhạc đó. Thì bài nhạc đó do một cái nhạc sĩ người Hung Gia Lợi họ sáng tác, Jared Rasio là một nhạc sĩ Hung Gia Lợi đã sáng tác bài đó, và ông ta không ngờ rằng cái bài hát đó nó có thể ảnh hưởng nhiều đến như vậy. Nhưng mà thì đó là một cái điểm văn hóa của những cận đại của thế kỷ thứ 20 và khoảng năm 1930 đó. Thì đó là một cái điểm lịch sử của Budapest về văn hóa. Còn về ẩm thực thì sao anh?
ở Hungary thì có, ở Budapest thì có gì? Ẩm thực thì Budapest cũng có những điểm rất là đặc biệt, nhưng mà trước khi nói thêm về cái ẩm thực với Nhất Anh á, thì tôi cũng thêm nữa, một người nhạc sĩ mà về nhạc giao hưởng mà rất là nổi tiếng và rất là hay, đó là Franz Liszt, đó là một ông nhạc sĩ thiên tài. Và ông ta cũng là người Hung Gia Lợi. Thành ra đến Budapest chúng ta có thể nghe những nhạc của nhạc sĩ Franz Liszt và chúng ta xem cái nhạc của họ nổi tiếng như thế nào. Và dĩ nhiên người nhạc sĩ đó bây giờ thì vang danh trên thế giới, cho đến bây giờ người ta vẫn nghe nhạc của ông rất là nhiều. Còn về vấn đề ẩm thực mà Nhất Anh vừa hỏi đó, thì thứ nhất là một món súp rất là đặc biệt của người Hung Gia Lợi hay ăn, đó là gulax. Gulax là một cái loại súp khi mà nấu xong nó có cái màu đỏ óng ánh ở trên mặt. Đại khái thì tôi nhìn qua thì tôi thấy nó giống như cái món súp bò kho của mình. Nhưng bò kho của mình là bò kho, đúng không? Đậm đà hơn. Còn gulax nó là cái súp, thành ra nó nấu loãng hơn. Mà nó có nhưng, gì trong đó? Nhưng mà nó có nấu khoai, rồi có thịt bò. Nó là hình thức giống như thịt bò kho của người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà nó được nấu loãng hơn và nó không có mặn nhiều. Và đồng thời nó để cho một cái tô làm cho mình cảm nhận được mình ăn một cái sự có vẻ ngon và thích thú. Thì đó là một cái điểm đặc biệt về ẩm thực của Hungary. Một cái thứ hai nữa là cái gan ngỗng. Gan ngỗng nướng ở bên Paris thì tôi đã thử gan ngỗng nhưng mà tôi không thấy gan ngỗng nướng bao giờ cả. Nhưng mà ở bên Budapest, nếu mà quý vị khán giả có dịp đến thành phố Budapest, quý vị thử thưởng thức một cái món gọi là gan ngỗng nướng của người Budapest xem như thế nào. Ăn rất là thơm và ngậy và ngon nữa. Mà nhà hàng nào ở thủ đô Budapest mới có cái đó anh? Thực sự thì khi mà đến Budapest, bên cạnh song song với cái con dòng sông Danube, thì thành phố Budapest có những con đường shopping, những con đường lớn để cho du khách có thể đi lại mua bán về những món đồ souvenir hoặc là những món đồ nổi tiếng của Hung Gia Lợi. Thế tuy nhiên thì song song trong cái khu vực shopping đó thì người ta lại có những cái quán hàng ăn rất là sang trọng và cũng rất là nổi tiếng, nhưng đồng thời thì cũng có những quán hàng ăn bình dân. Thành thử chúng ta tùy theo cái điều gì chúng ta muốn thử thì chúng ta có thể đến Budapest và đi dọc theo con sông Danube thì chúng ta có thể thử được rất là nhiều thứ, trong đó là có cà phê cũng rất là nổi tiếng. Nãy giờ nói chuyện với anh Thắng mà quên hỏi anh Thắng là ở châu Âu thì người ta dùng tiền euro, vậy thì ở Hungary lúc mình tới Hungary thì mình có xài tiền euro không hay là mình phải xài tiền khác? Phải nói thêm một chút xíu nữa về vấn đề như vậy. Đúng, cảm ơn Nhất Anh. Ở Hungary cho đến bây giờ người ta vẫn chưa được xài tiền euro. Cái lý do người ta chưa muốn xài tiền euro là người ta không phải là trong cái khu vực đó không muốn người Hungary xài, không xài tiền euro, họ rất là muốn. Thế tuy nhiên nếu mà người Hungary đó chuyển sang xài euro ngay bây giờ đó thì tất cả những giá cả vật giá của họ rất là đắt. Thành thử người ta đang cố gắng xin thêm một triển hạn một thời gian nữa để mới được xài euro, mặc dù Hungary nằm trong cái Liên hiệp Âu Châu. Nhưng mà cái điều đó nó có một số những quy luật khác để cho vấn đề xài đồng tiền euro. Euro chỉ có xài trong những một số nước lớn thôi. Ngoài ra thì tôi mới chợt nhớ ra thêm một cái món ăn nữa mà nãy giờ tôi chỉ kịp nói cho Nhất Anh nghe. Đó là món súp cá của Hungary. Là súp cá đó. Cái súp cá đó là được người Budapest họ nấu cũng rất là đặc biệt. Thành ra nếu quý vị muốn thưởng thức những cái đặc sản của Budapest thì ngoài gan ngỗng nướng, ngoài cái món gulax súp, chúng ta có thử một cái món súp cá xem như thế nào. Cá đó, nhưng mà cá là cái người ta dùng cá gì hả? Loại cá đó người ta nghe, tôi nghe nói là người ta đã bắt từ gần sông Danube lên. Và đó là một cái đặc sản của cái vùng đó. Thử nếu quý vị muốn thử những cái món ăn đặc biệt, đó là một trong những cái món mà chúng tôi cũng có thể đưa ý kiến quý vị nên thử. Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình Thế giới trong tầm tay và chia sẻ rất là nhiều điều thú vị về thủ đô Budapest của Hungary. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng do Nhất Anh phụ trách đến đây xin kết thúc. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.